Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, giữa cuộc sống đời thường còn quá nhiều lo toan bởi cơm áo gạo tiền, kinh tế quá khó khăn. Thế mà quý Phật tử vì tinh thần mến mộ Phật Pháp đã gác bỏ hết mọi thế duyên trở về nơi đạo tràng chùa Linh Bửu hôm nay tham dự khóa tu Bát Quan Trai để học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân giải thoát. Đây là một việc làm vô cùng cao quý. Xin tán dương tinh thần tu học của toàn thể quý Phật tử và nguyện cầu chư Phật, chư Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho quý vị luôn được dồi dào sức khỏe để tiến bước trên con đường học Phật hướng đến sự giải thoát. A Di Đà Phật. Quý Phật tử ơi, dù chúng ta xuất gia hay là tại gia, dù cho chúng ta tu theo bất kỳ một pháp môn nào, thì quý Phật tử cũng phải biết rõ những cái quy tắc căn bản cho sự tu học. Nếu như quý vị không nắm vững căn bản của sự tu học như thế nào, thì có lúc chúng ta có đi chùa, có ăn chay, có niệm Phật, nhưng mà còn những cái khuyết điểm, những cái tập khí của phàm phu mà mình không chuyển hóa, không sửa đổi được, thì đó cũng là một điều rất đáng tiếc. Cho nên hôm nay con xin trích dẫn lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, để chia sẻ với tất cả quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Bửu hôm nay qua đề tài quy tắc tu học. A Di Đà Phật. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Ngài dạy như sau: bất luận xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng phải dựa vào cái quy tắc này để học, để tu. Quy tắc đó là gì? Phải kính trên, nhường dưới. Đây là cái điều căn bản nha các vị. Trước tiên ta phải kính trên, nhường dưới, phải nhẫn được những điều mà thế gian khó nhẫn, phải làm được những điều thế gian khó làm. Ngài lại dạy chúng ta hàng ngày khi đi đứng, lúc nằm ngồi, hãy lấy một câu Phật hiệu buộc nơi tâm của mình, đi đứng nằm ngồi nhớ Phật và niệm Phật. Chớ nhìn ngó việc của nhà người, mà hãy nên nhìn thấy rõ việc nhà mình. Tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mặc luận tha phi. Ngồi yên thường xét để thấy rõ lỗi của mình mà sửa đổi để hoàn thiện. Khi nhàn nhã ngồi để đàm luận với nhau thì không bao giờ nói lỗi của người. Và Ngài còn khuyên chúng ta hằng ngày nhiếp tâm niệm Phật, để khi tâm tịnh, trí sáng và hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình, khi nói, khi làm, khi tư duy, quý Phật tử phải nên nhớ chúng ta trao dồi một đời sống đạo đức, không để cho khuyết phạm, và cũng đừng bao giờ nói và làm những điều gì tổn hại bất kỳ một ai. Đây là cái quy tắc mà chúng ta nương vào đây để tu, để học, để thực hành, để đem lại đời sống an vui thiết thực cho chính mình, và lấy đó làm chánh nhân để đưa chúng ta một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước tiên Ấn Quang Đại Sư dạy, người tu học Phật Pháp, bất luận xuất gia hay tại gia, trên ta kính, dưới ta nhường, được không quý huynh đệ? Quý vị có cung kính người trên, có nhường bước cho kẻ dưới không? Có không? Có phải không quý Phật tử? Quá tốt rồi. Nếu mà quý Phật tử biết kính trên, nhường dưới, thì từ nơi cái việc làm thiết thực đó, quý vị ở đâu, quý vị cũng có được niềm vui, cũng có được hạnh phúc, cũng có được kết duyên được rất nhiều thiện tri thức. Và nếu ở trong đời chúng ta chỉ cần thể hiện một cái tinh thần cung kính thôi, thì đó là nền tảng của đạo giải thoát.
Thế Tôn của chúng ta đã dạy như vậy. Cung kính là nền tảng của đạo giải thoát. Cho nên đầu tiên ta phải cung kính Tam Bảo. Xin hỏi thật, quý Phật tử có cung kính Tam Bảo không? Có không các vị? Có. Kính Phật như thế nào? Quý Phật tử nói cung kính Phật thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm rồi. Hôm nay chúng ta nói cung kính Phật thì mình cung kính như thế nào đây? Đối với hình tượng mà đã đắp, đã vẽ, đã tạc, đã chạm trổ, đúc nắng thành hình tượng của Phật, nếu như chúng ta cung kính, lễ bái, cúng dường có phước, nhưng bất kính, hủy hoại có tội. Đó là cái tướng thế gian trụ trì Phật bảo, dù là hình tượng Phật thôi, nhưng chúng ta một lòng cung kính là có phước. Kể cho quý Phật tử nghe, có một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này ở bên Trung Quốc á, là hòa thượng xuất thân từ một gia đình rất là nghèo. Cha đã mất sớm, hằng ngày dẫn mẹ mình đi xin, gia cảnh quá khó khăn. Rồi cảm nhận được một đời khổ sở như vậy, thấy kiếp sống nhân sinh sanh lão bệnh tử không ai thoát khỏi, cho nên ngài mới đi đến nơi một ngôi chùa và xin lão hòa thượng trụ trì ở đây cho ngài được xuất gia, dẫn thêm bà mẹ của mình. Nhưng khi đến nơi thì được biết ngài dốt, không có biết chữ, rồi dẫn thêm một bà mẹ vào chùa xin xuất gia. Cái lão hòa thượng trụ trì ở đây mới nói: tôi không có đủ duyên để tiếp ông đâu, tiếp độ ông tôi không có đủ duyên. Thôi ông đến ông đảnh lễ ngay cái bức tượng hộ pháp Vi Đà đó, ông đến ông đảnh lễ ông làm đệ tử ngài đi, chứ tôi không có đủ duyên để độ ông đâu. Sở dĩ mà vị hòa thượng đó khước từ là bởi vì ngài dốt không biết chữ, đi vào tu rất là khó, không có học hỏi kinh điển gì được. Đó là cái khó, cái chướng ngại. Thêm cái dẫn thêm bà mẹ già vào chùa nữa. Do đó mà lão hòa thượng không nhận, khước từ và nói vậy. Biết rằng cái sự chướng ngại của mình là tại vì mình dốt, mà bây giờ dẫn thêm một bà mẹ già đem vô chùa, cả một cái việc mà gọi là cái gánh nặng cho Tam Bảo, vừa để mà cho mình nương náu cái thân, vừa lo cho mẹ mình, sao mình tu được. Thôi ngài cũng biết thân biết phận mình rồi, mới đi đến một cái ngôi chùa quan ở trong một cánh rừng và đảnh lễ trước bức tượng của hộ pháp và quỳ xuống. Ngài đảnh lễ ba lễ và nói như sau: con đời này kém phước thiếu duyên, không có được học hành, từ nhỏ đến lớn sống cảnh hàn vi khó khổ, mà hôm nay con chân thật giác ngộ tu hành, muốn xuất gia nhưng không có đủ duyên để ai tiếp độ con cả. Vậy xin ngài cho phép con đảnh lễ ngài, tôn ngài làm thầy, ngài nhận con làm đệ tử. Nam mô hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Rồi cái đảnh lễ ngài tự cạo tóc luôn, rồi nói rằng ngài hộ pháp đã nhận làm đệ tử rồi, xin làm đệ tử của ngài, rồi tự cạo tóc. Rồi ngài mỗi ngày như vậy là khất thực để về nuôi mẹ của mình, rồi chỉ biết niệm Phật thôi quý vị. Nhưng mà cái hạnh của ngài rất là thù thắng. Thù thắng ở chỗ rằng một lòng cung kính Tam Bảo. Đối với hình tượng Phật, ngài đi đâu mà gặp hình tượng Phật, dù ở ngoài đường ngài cũng quỳ xuống đảnh lễ. Bất cứ chỗ nào mà có hình tượng Phật thì ngài bất chấp, ngài cúi đầu dập sát đất, năm bốc sát đất mà đảnh lễ, xem như Phật thật vậy đó. Biết được cái hạnh này, có một đám con nít chăn trâu nó trêu, nó chọc, nó nói: hòa thượng, hòa thượng, hòa thượng lão ngay. Tại vì kêu ngài là, ngài tên là Lão Đức, mà vì ngài ngay thẳng chân thật quá cho nên kêu là lão ngay. Hòa thượng lão ngay, Phật kè, Phật kè. Nó chỉ vô nguyên một đống phân bò, cái nói Phật kè. Vậy mà ngài cũng nói A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hướng về cái chỗ mà đám con nít trêu ghẹo mà nói Phật đó.
thì đó là một đống phân bò mà Ngài cũng hướng về, chắp tay lại ba lại, ngẩng đầu lên thì cái đầu mặt gì dính phân bò không. Vì vậy mà có nhiều người họ khinh thường Ngài, không lẽ không biết đó là đống phân bò hay sao mà để ngu ngơ khờ dại, để cho đám con nít nó trêu nó chọc mà cũng tưởng là Phật thật. Nhưng mà mặc cho ai cười nói Ngài là ngu dại, không biết cái gì, không nhận định đâu là đúng đâu là sai, để cho nít nó trêu nó đùa mình, Ngài vẫn một lòng cung kính và nói rằng: tâm ta có Phật. Thì dù cho đống phân bò mà mình tưởng Phật thì cũng có Phật, Ngài nói vậy đó. Và Ngài biểu hiện một cái đời sống đối với hình tượng Phật, một lòng cung kính, gặp đâu lễ bái đó. Đối với kinh điển, dù Ngài không biết chữ nhưng mà một lòng cung kính, không bao giờ tay dơ mà cầm quyển kinh hết. Một lòng cung kính vì biết rõ đời này mình kém phước, mình thiếu duyên, mình không có đủ cái phước duyên để biết chữ mà đọc sách đọc kinh, cho nên một lòng xưng niệm A Di Đà Phật. Và đối với kinh điển sách vở gì ai tặng ai cho thì Ngài luôn trân trọng quý kính. Và đặc biệt gặp một vị sa môn, một vị tỳ kheo nào là Ngài đều gieo năm dốc xuống đảnh lễ, một lòng cung kính tam bảo như vậy. Có lần nọ có cái ông say rượu, ông này ổng say mềm rồi, cái ông chạy chiếc xe ông đâm nhầm hòa thượng lão ngay, văng hòa thượng xuống dưới cái hầm luôn, đang lồm cồm từ ở dưới tìm cách để bò lên, mà cái ông say rượu này ông còn đứng trên bờ, ông chửi xối xả luôn, ông ăn hiếp hòa thượng, ông đụng người ta văng xuống dưới mương, ông không kéo lên mà ông còn đứng ở trên ông chửi xuống. Có một người khách bộ hành chứng kiến như vậy, bất nhẫn quá, thấy người ta tu hành rồi ăn hiếp người ta, cho nên cái người khách bộ hành này đang xông tới để nắm ngực áo cái ông say rượu đó đánh cho một trận bỏ ghét, vì tại sao đi ăn hiếp thầy chùa. Nhưng mà khi mới vừa bước đến thì thấy cái gương mặt cái người khách bộ hành giận, mặt mày đỏ tía mà giận song song lại, thì hòa thượng lão ngay ở dưới mương bò lên và nói: đừng đánh ông ta, đừng đánh ông ta, cái lỗi của tôi chứ không phải của ông ta. Nhận về mình như vậy: cái lỗi này của tôi chứ không phải ông ta, đừng đánh ông ta. Nghe như vậy mà cái ông say rượu, ông tỉnh rượu luôn đó các vị ơi. Ông tỉnh là vì sao? Mình là người sai, mình đụng lão hòa thượng mà mình còn đứng ở trên bờ chửi xúc phạm ông ta, vậy mà có người đứng ra binh vực ông ta, thì ông lão hòa thượng này lạ lùng hơn ai hết. Nghĩa là lão hòa thượng lại binh vực và nhận phần lỗi lầm về chính mình: đừng đánh ông ta, cái lỗi này là lỗi của tôi. Một câu nói đó đã đánh động vào lương tâm của gã say rượu và khiến cho ông ta tỉnh liền. Ông ta kéo hòa thượng lên, xong cái ông quỳ xuống, ông ta nói: hòa thượng ơi, tôi nói thiệt với ông, trong cuộc đời của tôi mấy chục năm qua, trời tôi không sợ, đất tôi không kinh, mà tôi kính sợ ông đó. Một lời nói, một hành động của ông thôi mà tôi cảm mến vô cùng, và tôi xác quyết rằng ông là một bậc chân tu, cho nên tôi cung kính, tôi xin nhận ông làm sư phụ của tôi, cho tôi làm đệ tử để tôi theo xuất gia hầu ông. Tôi học cái hạnh này tôi học cả đời mà có thể là chưa làm xong nữa, tôi xin nhận ông làm sư phụ và ông tiếp nhận cho tôi hôm nay lại ông ba lại sư phụ ơi. Rồi kể từ ngày hôm đó là cái ông say rượu này cạo tóc xuất gia theo làm đệ tử của hòa thượng lão ngai này luôn. Mà hòa thượng một đời chuyên tu, chỉ một lòng cung kính tam bảo thôi, vậy mà cuối cùng cuộc đời hòa thượng có chứng tích của sự vãng sanh rõ ràng. Sau khi hòa thượng vãng sanh xong rồi, trải qua 6 năm như vậy, thì người ta mới khai mở cái hũ mà để hòa thượng ngồi niệm Phật vãng sanh. Thì người ta để hòa thượng vào trong một cái tráp, và 6 năm sau mở ra thì hòa thượng này để lại toàn thân xá lợi, không có bị
không có bị sình trương thối rữa gì hết mà toàn thân còn hết. Có những cái chỗ nào mà bị bể, bị mẻ miếng đó, thì người ta mới giác vàng vô trét lại ngay cái chỗ đó. Hòa thượng đã để lại toàn bộ thân xá lợi mà không bị thối rữa, quý Phật tử ơi. Thì một đời người giúp đặt chỉ một lòng cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng và nhất tâm niệm Phật, mà đã sống đời đạo đức làm gương cho rất nhiều người. Mà đặc biệt Hòa thượng này độ toàn là những người thứ dữ không à. Thứ dữ có nghĩa là những người say xỉn, tối ngày quậy quọ, chửi vợ đánh con. Thì Hòa thượng này là người có đầy đủ đức độ để độ cho những người mà chuyên gia quậy quọ, chuyên gia sống đời mất trật tự an ninh, phá làng phá xóm. Thì với đức hạnh của Hòa thượng đã cảm được không biết bao nhiêu người. Con kính thưa quý Phật tử rằng chúng ta là những người con Phật, thì bất luận xuất gia hay tại gia, chúng ta hãy dựa vào cái quy tắc của sự tu học: trên ta kính, dưới ta nhường, được không quý vị? Kính và nhường nha. Ông cha ta có câu nói như sau: kính lão đắc thọ. Nếu mà chúng ta kính những người già thì chúng ta được cái phước báo đó là sống thọ. Nếu mà nói theo Phật giáo của chúng ta, chỉ một nền tảng của một sự cung kính thôi mà nó làm cho mình tăng trưởng rất nhiều công đức phước đức quý vị. Khi xưa vua Đường Thái Tông có một hôm than thở và tâm sự với Pháp Sư Huyền Trang như sau: trẫm có một cái ý nguyện, nhưng mãi đến hôm nay trẫm chưa có thực hiện được cái ý nguyện của mình. Ngài Huyền Trang mới hỏi ý nguyện của bệ hạ đó là gì. Vua Đường Thái Tông mới tâm sự nói: ý nguyện của trẫm đây là muốn phát tâm cúng dường Thiên Tăng, cúng cho 1000 vị Tăng, nhưng mà mãi đến hôm nay trẫm chưa thể thực hiện được. Ngài Huyền Trang hỏi lý do vì sao vậy. Vua Đường Thái Tông mới nói: vì trẫm thấy chư Tăng đời nay giới hạnh còn bị khiếm khuyết, cho nên trẫm chưa có đủ lòng tín kính để thực hiện được pháp cúng dường. Nương nơi đây, Pháp Sư Huyền Trang đã ban bố cho vua Đường Thái Tông một lời dạy, và lời dạy đó như sau: muôn tâu bệ hạ, rồng mà người ta đắp bằng đất sét tuy chưa đủ công năng làm ra mưa, nhưng người đời muốn cầu mưa thì người đời cũng phải cầu rồng đất. Cũng vậy, phàm phu tăng tuy chưa có đủ công năng để ban phước cho chúng sinh, nhưng chúng sinh muốn tu phước phải cung kính phàm phu tăng. Ở non côn có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, ta đâu gì sỏi đá ở non côn mà không đến Côn Sơn để tìm ngọc. Ở Lệ Giang có bùn cát lẫn với vàng rồng, ta đâu gì bùn cát ở Lệ Giang mà không chịu đến Lệ Giang để đãi vàng. Ngài Huyền Trang nói câu đó, ý nói rằng tuy phàm phu tăng chưa đủ công năng ban phước cho chúng sinh, nhưng chúng sinh muốn tu phước phải cung kính phàm phu tăng. Cũng giống như rồng đất tuy chưa đủ công năng để làm ra mưa, người đời muốn cầu mưa cũng phải cầu rồng đất. Giả lại, trong số chúng tăng đây có phàm, có thánh. Chúng ta không phân định được ai phàm, ai thánh, bởi vì với con mắt phàm phu của chúng ta mà để xác định ai là phàm phu, ai là thánh nhân, coi chừng chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn. Vì sao? Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Biết người, biết mặt, khó có thể biết lòng lắm các vị. Nhưng chỉ có một điều mà chư Phật, chư Tổ dạy chúng ta: nếu chúng ta kính Phật phải trọng tăng, chỉ một lòng cung kính phàm phu tăng thôi là đã giúp cho chúng ta tăng trưởng công đức phước đức rồi các vị ơi. Cho nên không gì một số người chưa đầy đủ phẩm hạnh đạo đức mà chúng ta lại không đầy đủ lòng tin cung kính để cúng dường, vì chúng ta khó phân định được ai phàm ai thánh.
Vậy thì kính khuyên quý Phật tử chỉ một lòng cung kính phàm phu tăng để tạo cho ta có một cơ hội gần gũi các bậc thiện tri thức, nghe học chánh pháp, phát triển trí tuệ, trau dồi đạo đức, để cho mình sống đời an vui, hạnh phúc. Và nhờ cái phương cách thân cận tam bảo gần gũi chư tăng ni đó là điều kiện để giúp cho quý vị thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ. Có phải vậy không quý Phật tử? Đức Phật đã từng dạy trong kinh Hoa Nghiêm như sau: như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp nếu không nhờ người giảng nói thông minh, khó hiểu được nghĩa này. Cho nên quý Phật tử ơi, chỉ một lòng kính Phật, trọng tăng là chúng ta có cơ hội tiếp cận với tam bảo để nghe, để học chánh pháp, để có được sự hiểu biết đúng đắn, lấy đây làm kim chỉ nam, hướng dẫn cho chúng ta trên con đường giải thoát giác ngộ. Đó là một điều diễm phúc biết bao. Hãy một lòng cung kính tam bảo, được không các vị? Đối với những bậc trưởng thượng, những người tuổi cao đức trọng, chúng ta một lòng cung kính, và đi đến đâu trên ta kính, dưới ta nhường, thì quý Phật tử bắt nối nhịp cầu giao cảm với chúng sinh và có thể tiếp cận với nhiều người và có được những người bạn đồng tu, đồng học, đồng hạnh để sách tấn nhau trên con đường giải thoát. Một đời sống như thế tốt đẹp biết dường bao. Mong sao quý Phật tử hãy trau dồi phẩm chất đạo đức của mình dựa trên cái quy tắc của sự tu học: trên ta kính, dưới ta nhường, được không các vị? Nhưng chúng ta mắc phải một căn bệnh phàm phu. Căn bệnh phàm phu đó là gì? Đối với những người đạo cao đức trọng nha, những người vượt bậc hơn ta thì ta ganh tị, ta tật đố. Nhưng mà đối với những người thấp kém hơn ta thì ta khinh miệt. Có đúng vậy không quý huynh đệ? Đó là cái tâm niệm của phàm phu. Nhưng mình là người con của Phật. Đối với những bậc đạo cao đức trọng, có phẩm hạnh đạo đức, có những điều thù diệu hơn mình, chúng ta cung kính gần gũi để học hỏi. Đối với những người thấp kém hơn mình, chúng ta không khinh khi họ, mà chúng ta hãy mở trải tấm lòng yêu thương để cùng dìu dắt nhau trên con đường giải thoát giác ngộ. Vì tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta và là những vị Phật ở tương lai đó chư huynh đệ ơi. Hãy mở trải tấm lòng để rồi trong mối quan hệ tình người, chúng ta luôn giữ một cái tình cảm đối xử tốt đẹp với tất cả. Đừng bao giờ khinh thường bất kỳ một người nào. Thế Tôn của chúng ta khi xưa trong quá trình tu nhân, lúc Ngài còn là một vị Bồ Tát thì Ngài cũng đã từng tu cái hạnh mà trong kinh Pháp Hoa đề cập đến, đó là thường bất khinh Bồ Tát. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay cũng nương vào cái hạnh đức không khinh thường bất kỳ một ai. Tất cả chúng sanh là những vị Phật tương lai, ta một lòng tôn trọng cung kính, được không thưa chư huynh đệ? Rồi trên ta kính, dưới ta nhường, những điều khó nhẫn đó là phương tu hành. Chúng ta có nhẫn được đối với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống này, nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với con người và nhẫn cả bản thân chúng ta nữa. Con nói thiệt, nếu mà quý Phật tử không có tu được cái hạnh nhẫn thì mình trong cuộc sống này không biết bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau, sự bất hạnh đến với mình. Và có thể nói, nếu chúng ta không nhẫn được thì dù cho chúng ta có đi khắp mọi phương trời cũng không có một nơi nào ta có được sự an ổn đâu quý huynh đệ. Cho nên trong giới kinh có nói: nhẫn vi đệ nhất đạo. Nhẫn là đạo số một đó. Nhẫn là sức mạnh của một người tu, sức mạnh của người đàn bà phụ nữ, đó là sự dặn dỗi nũng nịu để người ta chiều theo mình. Sức mạnh của một đứa con nít là tiếng khóc của nó,
sức mạnh của một kẻ trộm đó là vũ khí, sức mạnh của vua chúa đó là uy quyền, sức mạnh của một kẻ học rộng nghe nhiều, kẻ đa văn đó, đó là học rộng nghe nhiều, sức mạnh của một bậc sa môn đó là sự nhẫn nại. Cho nên quý Phật tử nên biết rằng giữa cuộc đời này, dù chúng ta có tu hay là không tu, đường đời hay là đường đạo cũng vậy, không phải lúc nào, nơi nào, chỗ nào chúng ta cũng được người ta hoan nghênh, trải chiếu bông lót đường sẵn cho mình đi đâu, thưa quý huynh đệ. Mà đường ta đi lắm nhiều gian nan chướng ngại vật, mỗi khi gặp những chướng ngại nghịch cảnh trong cuộc sống đó, chỉ cần quý huynh đệ nở một nụ cười và nói nhẫn, 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 trái chủ quan gia tùng thử tận, nhịn, 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 bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt sạch hết quý huynh đệ ơi. Nhưng không phải chỉ nhẫn, nhẫn, nhẫn là ba lần thôi. Lần thứ nhất tôi nhẫn, lần thứ hai tôi nhẫn, lần thứ ba tôi nhẫn, nhưng mà đến lần thứ tư là biết tay tôi. Không phải như vậy. Mà ba chữ nhẫn này để biểu trưng cho thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Luận Đại Trí Độ có giải thích như sau: nhẫn trên phương diện thứ nhất ta gọi là thân nhẫn đây. Ta không có những hành động từ nơi thân nghiệp của mình đấu đá lại giống như đối phương đã từng đem đến cho ta. Chúng ta không đem cái thân nghiệp này đấu đá tranh chấp bằng những hành vi tạo tác của thân nghiệp giống như họ đã từng làm cho ta. Mà miệng của chúng ta không nói những lời nói rủa xả, quỷ bán, chỉ trích, nói xấu. Và trong tận cùng tâm ý thức của chúng ta cũng không khởi lên một cái niệm oán giận thù hằn, mà chúng ta tin sâu, hiểu biết đúng đắn về mặt nhân và quả đó các vị. Không có cái gì ngẫu nhiên tự nhiên đến với mình, mà tất cả đều nằm trong quy luật nhân quả. Cho nên chỉ cần quý huynh đệ hiểu biết về nhân về quả, gặp những cảnh duyên trái nghịch là quý huynh đệ vui vẻ nở một nụ cười nhẫn nại và vượt qua được. Bởi vì đó là do cái nghiệp nhân mình đã tạo ra, cho nên hôm nay chúng ta mới chịu cái quả báo như thế. Điển hình như quý Phật tử đây, có những đứa con mà nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu, nó không nghe lời, nó phá hoại, nó làm cho mình phải lo lắng hàng ngày, buồn bã vì những đứa con này mà dạy nó không có nghe. Thì quý huynh đệ cũng suy nghĩ như sau: nếu khi xưa mình có hiếu với mẹ cha, chắc chắn con của ta cũng hiếu với ta khác gì. Còn mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Phải không quý huynh đệ? Hiếu thuận thì sẽ sanh ra con hiếu thuận. Ngỗ nghịch con nào có khác chi, xem ở trước thềm mưa dội xuống, giọt sau giọt trước có sai gì. Nếu chúng ta có hiếu với cha với mẹ, biết kính trọng, song thân, hết lòng nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ có cái quả báo tương ưng. Nhưng nếu trong hiện đời chúng ta hiếu thuận với cha mẹ mà gặp phải những đứa con ngỗ nghịch, thì chúng ta cũng biết rõ đây là quả báo mà do cái nhân trong đời trước mình đã từng tạo tác. Nhìn cái quả hiện tại ta biết được cái nhân quá khứ, nhìn cái nhân hiện tại ta biết được cái quả tương lai chúng ta gặt hái ra sao. Vì ta là người con Phật, phải có sự hiểu biết đúng đắn về nhân về quả. Phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả chính mình là người gặt hái, phải biết dừng lại những nghiệp nhân sai trái, được không thưa quý Phật tử? Và khi hiểu về nhân quả rồi thì cảnh duyên nào đến ta tùy duyên ứng tiếp. Chỉ cần nhẫn là quý vị đã vượt qua hết rồi. Nếu ở trong gia đình vợ chồng có nhịn có nhường thì vợ chồng đó sẽ sống thủy chung hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Nhưng mà nếu không nhẫn nại được, ai cũng muốn nói hơn nhau, không chịu nhịn, không chịu nhường nhau, cứ đấu đá nhau hoài, thì xin thưa gia đình đó sẽ đổ vỡ hạnh phúc. Vợ chồng không thể nào sống đến trăm năm đầu bạc được đâu.
Ở trong một gia đình, cha mẹ với con cái cũng vậy. Cha mẹ cũng phải hiểu thấu cho con cái cũng phải hiểu thấu lòng cha mẹ. Và trong cuộc sống hằng ngày, anh chị em bầu bạn cũng vậy, cũng phải nhẫn nại, nhẫn nại nhu hòa. Thì đó là một phương cách để giúp cho chúng ta sống đời an lạc, là một sức mạnh để giúp cho chúng ta vượt qua những chướng ngại của dòng đời. Chứ thật ra cuộc đời này không có ai mà có thể chiều vừa lòng vừa ý mình được đâu, thưa quý huynh đệ. Mà chúng ta chỉ cần nhịn và nhường một chút xíu thôi là cái gì cũng vượt qua được hết. Cho nên trên ta kính dưới ta nhường rồi, phải nhẫn được những điều mà thế gian này khó nhẫn. Quý huynh đệ đừng nghĩ rằng Thế Tôn của chúng ta khi xưa gần 5 thập kỷ ngày chu du hoằng hóa để đem lại sự lợi lạc cho chúng sanh bằng cách đem ánh sáng chân lý mà mình đã giác ngộ để giúp cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Cái quá trình hoằng pháp lợi sinh của Đức Thế Tôn cũng gian nan khó khổ vô cùng, chứ không phải chúng ta nghĩ là Ngài đi đến đâu cũng được người ta trải chiếu bông lót đường sẵn cho Ngài đi đâu quý vị. Quý vị hãy lắng nghe con kể một câu chuyện trong những câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, mà chính Thế Tôn của chúng ta ngày xưa cũng gặp những nghịch cảnh khi bị ngoại đạo người ta phá hoại, người ta vu khống. Mà cái chuyện có thể nói là cái chuyện rất là lớn, ảnh hưởng đến uy tín của Ngài. Đó là gì? Có một lần nọ, ngoại đạo mới xúi dục một cô gái. Cô gái này là cũng theo đạo giáo của họ nha. Họ muốn hủy hoại Phật giáo của chúng ta, khiến cho nhiều người mất đi niềm tin nơi Đức Phật, không theo Ngài nữa. Cho nên họ mới xúi cái cô gái này mỗi ngày cứ đi đến tịnh xá, lân la vào đó làm giống như là Phật tử để gần gũi, để nghe học chánh pháp. Rồi một thời gian dài tháng như vậy, không bao lâu thì cô này biến mất. Họ dám giết cô gái đó, lấy xác của cô gái đó lại chôn phía sau tịnh thất của Phật. Rồi cái gia đình cha mẹ của cô ta mới đi đến báo quan: con tôi mỗi ngày đi đến tịnh xá để nghe Sa Môn Cù Đàm thuyết pháp, và mấy ngày nay tự nhiên mất tích. Rồi báo lên quan như vậy để đi tìm kiếm. Thì khi người ta đi đến tịnh xá, người ta hỏi những người Phật tử thường đến tịnh xá để nghe Phật thuyết pháp, thì các vị đó nói mấy ngày trước còn gặp cô ta mà. Nhưng mà khi mà điều tra tìm kiếm thì mới thấy ở phía sau tịnh thất của Phật có một vùng đất mà nó bị ướt, ẩm ướt, giống như có ai đào mà lấp đất mới vậy đó. Khi quân lính đồ họ đến, họ đào lên thì thấy xác cô gái trần truồng hết. Họ giết cái cô gái đó rồi họ chôn phía sau tịnh thất của Phật. Lúc đó rồi cha mẹ của cô gái đem xác của con của mình đó đẩy lên chiếc xe đi cùng làng cuối xóm luôn, truy hô rằng Sa Môn Cù Đàm đã hãm hiếp con gái của ông bà và đã giết chết con gái của ông bà, bởi vì sợ lộ tông tích cho nên đã giết chết và chôn xác ở phía sau tịnh thất. Bây giờ quan quân mới phát hiện ra. Lúc bấy giờ quý vị biết không, có một những người Phật tử mà không đủ lòng tin nơi Tam Bảo đó, còn bán tín bán nghi, thấy trường hợp cô gái này cái xác chôn ở phía sau tịnh thất của Phật, cái họ còn nghi ngờ nữa chứ. Một số người họ không đi đến tịnh xá nữa. Nhưng mà có một số Phật tử giữ vững lòng tin Phật là một bậc đại giác Thế Tôn, là một bậc bi trí đầy đủ, là một bậc đạo hạnh hơn người, không thể nào làm những chuyện như vậy. Họ không tin. Dù có vu khống Ngài, nhưng một số Phật tử đầy đủ lòng tin thì họ không bao giờ tin vào những lời bịa chuyện vu khống như vậy. Nhưng mà có một số Phật tử bán tín bán nghi, bởi vì không đủ đức tin nơi Tam Bảo, thì một số này lại rời xa Tam Bảo, không đi đến tịnh xá để học Phật nghe pháp nữa. Trong 7 ngày liền, các vị sa môn, các vị tỳ kheo đệ tử của Phật đi ra đường khất thực. Có những người
đây là những người số ngoại đạo đó, họ phá mà, họ phá Phật giáo chúng ta, cho nên họ xúi dục một số người dân đó, là thấy các vị tỳ kheo Sa Môn Thích Tử ở đâu là ném đá chọi ở nơi đó. Rồi các vị tỳ kheo về bạch với Đức Phật, cái Đức Phật mới nói thôi các con đừng đi khất thực trong vòng 7 ngày thôi. Sự việc này trắng là trắng, đen là đen, trước sau gì sự thật cũng trong vòng 7 ngày là im chuyện à. Thôi các con đừng đi khất thực nữa, để tránh ảnh hưởng cái việc mà người ta ném chọi đá như vậy mà người ta tạo tội tạo nghiệp. Trong vòng 7 ngày là sự việc sẽ phanh phui sáng tỏ ra thôi. Ngài nói như vậy đúng thiệt. Vua Ba Tư Nặc là cái người đặt trọn vẹn lòng tin nơi Phật, không tin vào những lời du khống của ngoại đạo đâu. Dù họ có đem cô gái này ra làm chứng minh, nhưng mà vua Ba Tư Nặc tuyệt đối giữ vững lòng tin đối với Đức Phật. Cho nên nhà vua đã âm thầm sai quan quân đi điều tra. Thì trong khi các vị theo lệnh của vua Ba Tư Nặc, giống như bây giờ là an ninh mà đi điều tra vậy đó, khi điều tra được thì cái nhóm người giết cô gái này họ chia tiền ra, mà chia không có đồng đều, cho nên họ gây lộn, gây gỗ với nhau. Và khi gây gỗ xong rồi thì họ mới thưa kiện và trình báo với vua quan, và xử cái việc này ra thì họ khai sạch trơn luôn, là có người mướn tiền họ giết cô gái này chôn xác ở phía sau tịnh thất của Phật. Thì đúng như lời Phật nói, trong vòng có 7 ngày là sự việc sáng tỏ, lúc này đã minh quang cho Phật rồi. Thì một số người Phật tử lại đến gặp Phật thành tâm sám hối, vì con chưa đủ đức tin cho nên nghe những lời quỷ bán du khống của ngoại đạo mà con đã mất đi niềm tin nơi Ngài và bỏ đạo thôi tu. Bây giờ là họ xin sám hối ăn năn. Quý vị thấy không, Đức Thế Tôn của chúng ta khi xưa một bậc bi trí trọn vẹn, phước huệ trang nghiêm, vậy mà còn bị ngoại đạo phá hoại như thế. Huống chi chúng ta đời này làm sao không phải gặp những cái chướng ngại do ngoại cảnh, phải không các vị? Nhưng khi gặp những chướng ngại bị người du khống, bị người nói xấu, bị người miệt thị, quý vị phải kiểm điểm lại coi những gì người ta nói có đúng hay không. Nếu họ nói đúng, ta có những khuyết điểm đó, thì ta phải trân trọng lắng nghe, nhìn nhận ra khuyết điểm của mình để sửa sai. Vì Đức Phật dạy rằng trên thế gian này có hai hạng người cao quý đó. Thứ nhất là hạng người hoàn toàn thanh tịnh, chưa từng gây tạo những điều lỗi lầm. Thứ hai là những người có lỗi, có sai, có tội, nhưng biết sám hối, chuyển hóa những lỗi lầm. Ta hãy là hạng người thứ hai này, được không chư huynh đệ? Và hãy nhẫn nại đối trước những cảnh duyên. Chỉ cần quý huynh đệ nhẫn, là sức mạnh của nhẫn là một năng lực chịu đựng để giúp cho chúng ta vượt qua những khúc quanh của cuộc đời. Ngoài kia dông bão cuộc đời không lúc nào yên hết các vị ơi. Thì chúng ta cũng vậy, trước những cơn dông bão của cuộc đời, ta phải giữ vững mình như tảng đá kiên cố, dù cho gió cuồng nộ chẳng lai, những lời tán dương hay là quỷ bán khen chê của thiên hạ đừng làm dao động cái tâm này, được không thưa chư huynh đệ? Hãy nhẫn nại nha. Ai nói mình xấu, mình xét lại mình có xấu thì mình sửa cái xấu cái dở đó đi. Còn nếu mình xét lại đây là những lời du khống bịa ra thì có đáng gì đâu chúng ta phải bận tâm vào đó. Quý huynh đệ hãy nhớ lời dạy của Đức Phật đây. Cao người ta chê thấp, tao người ta thay chê ngỏng, thấp người ta chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Người ít nói thì bị người ta chê không biết, kẻ đa ngôn họ nhiếc sao lắm lời. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Cho nên hãy giữ vững lập trường, làm chủ chính mình trước những lời thị phi khen chê du khống của ai đó. Quan trọng ở chỗ quý huynh đệ chúng ta
tự xét lại bản thân mình coi có lỗi chỗ nào mình sửa đổi, nhưng tuyệt đối không nói lỗi của thế gian. Đây là cái quy tắc của sự tu học. Xin hỏi quý huynh đệ có thực hiện được không? Được không quý huynh đệ? Tỉnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mạc luận tha phi, ngồi yên thường xét lỗi của mình. Khi quý huynh đệ ngồi một mình thì kiểm điểm soi rọi lại mình, có mình còn khuyết điểm chỗ nào để mình sửa sai. Nhưng mà khi mở lời để mà nói, ngồi nhàn nhã huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau thì chỉ bàn luận về việc tu học Phật Pháp, chứ tuyệt đối không nói chuyện thị phi, nhất là không cơ hiềm, không nói lỗi của ai. Nhớ điều này nghe quý huynh đệ, người ta lỗi, mình có lỗi, nhưng mà mình lỗi bởi vì cái tâm phân biệt vọng chấp và cái lời nói thị phi, đó là lời nói tạo tội, tạo nghiệp đó quý huynh đệ. Tất cả chúng ta nên biết rõ rằng không phải do một lời khen của ai đó khiến cho chúng ta được siêu thăng giải thoát, cũng không phải do một lời chê bai chỉ trích của ai đó khiến cho chúng ta đây đau khổ trầm luân, mà do những hạnh nghiệp tạo tác của mình đây mới quyết định được sự siêu thăng hay sa đọa cho chính mình. Cho nên tự mình biết rõ mình là ai được rồi, còn người ta nói mình như thế nào mặc kệ họ, ai đúng ai sai mặc kệ người, thì phận mình ta lo giữ phận mình thôi. Nếu ta cứ tìm lỗi nơi kẻ khác, ấy thế là ta đã lỗi rồi, phải không quý huynh đệ? Có một giai thoại nhà thiền mà con xin chia sẻ với tất cả chú huynh đệ đây. Là một hôm, lúc đó Lục Tổ Huệ Năng đang bước ra để giáo hóa chúng sanh làm đạo, hành đạo. Khi Ngài đã tiếp nhận được y bát truyền trao của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để kế thừa ngôi tổ vị thứ sáu của Thiền Tông Đông Độ, trên bước đường Ngài bước ra để làm đạo đó, thì chúng ta được biết Lục Tổ Huệ Năng là một cái người dốt không có biết chữ, mà Ngài đắc pháp là bởi vì Ngài là một bậc thượng căn đại trí, đã tiếp nhận được tâm tông do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền lại. Nhưng Ngài không biết chữ quý huynh đệ ơi. Thì lúc đó có một chú Sa Di tên gọi là Thần Hội, Sa Di Thần Hội mới đến để tham vấn nơi Lục Tổ Huệ Năng. Khi đi đến nơi đảnh lễ tổ xong rồi, Sa Di Thần Hội mới hỏi như sau: Bạch Tổ, trong lúc Ngài ngồi thiền đó, Ngài có thấy hay không thấy? Nếu Ngài có thấy thì Ngài thấy cái gì? Và nếu không thấy là không thấy cái gì? Cái Lục Tổ Huệ Năng đang cầm cái cây trên tay mới quất vào người Sa Di Thần Hội và hỏi: Ta đánh ông có đau hay không đau? Thì lúc này Sa Di Thần Hội mới trả lời: Con đau mà cũng không đau. Lục Tổ Huệ Năng nói: Ta ngồi thiền cũng vậy, ta thấy mà cũng không thấy. Thì Sa Di Thần Hội mới trả lời câu hỏi của Lục Tổ Huệ Năng: Ta đánh ông có đau hay không đau? Sa Di Thần Hội trả lời cũng y hệt như thế: Có đau mà cũng không đau. Lục Tổ Huệ Năng nói: Nếu ta đánh ông mà ông có đau thì ông có khác gì phàm phu đâu, bởi vì ông còn có cái tâm phân biệt. Còn nếu ta đánh ông mà ông không biết đau thì ông có khác gì cái loài vô tri vô giác cỏ cây sắt đá mới không biết đau. Nếu ông còn mờ mịt thì hãy cúi đầu đảnh lễ cầu thiện tri thức chỉ dạy cho, chớ có nói càng, chớ có nói bướng. Lúc này thì Sa Di Thần Hội mới quỳ dập đầu sát đất và nói: Con xin cúi đầu cầu thỉnh Ngài khai thị cho con. Ngài nói rằng lúc Ngài ngồi thiền, Ngài có thấy và không thấy. Vậy thì Ngài thấy cái gì và không thấy cái gì? Lục Tổ Huệ Năng trả lời rằng: Thấy là thấy những lỗi lầm của chính mình, không thấy là không thấy lỗi của thế gian. Ngài nói như thế. Cho nên Ngài mới dạy: Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Người chân thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Quý huynh đệ ơi,
Vì chúng ta để dành thời gian đó để nhìn thấy lỗi lầm của người quá nhiều. Và khi ngồi lại là bắt đầu chúng ta lại bàn luận cái xấu, cái dở của người này, của người nọ. Không có lợi ích gì đâu quý huynh đệ. Cái quy tắc của sự tu học mà ở đây Ấn Tổ đã chỉ dạy cho chúng ta: tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mạc luận tha phi. Ngồi yên phải xét nét lỗi lầm của mình để sửa đổi, để hoàn thiện. Nhưng khi mở lời tuyệt đối không nói lỗi của người, được không quý huynh đệ? Ai tu sao để nhân quả phán xử đi quý huynh đệ? Tối ngày chúng ta cứ nói chuyện phải quấy tốt xấu của người này, của người nọ. Nhưng mà nếu người ta có tốt, người ta có ban cho mình một chút xíu nào sự giải thoát ké hay không? Người ta có ban cho mình một chút xíu nào cái trí tuệ giác ngộ ké hay không? Rồi người ta tu sai, tu dở, tu mà còn xấu, tu mà còn những lỗi lầm, thì người ta có đem những cái lỗi lầm đó để đưa cho mình, để mình lãnh bớt một mớ cho họ được không quý huynh đệ? Hay là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng? Nếu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, thì chúng ta hãy tự xét lại coi trên bước đường tu hành chúng ta đã làm được những gì đúng với lời Phật dạy, đã làm được những điều gì lợi ích cho tha nhân. Còn những cái chuyện hơn thua được mất xấu dở của người này, của người nọ, hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Quy tắc cho sự tu học dù xuất gia hay tại gia, không nói xấu người, được không quý huynh đệ? Rồi kế đến, quý huynh đệ cần phải làm gì? Thay người làm những điều tốt lành, đem thay thế người làm những việc nhọc nhằn, và hãy tác thành những việc tốt lành cho người. Làm được như vậy, đó là cái tâm hạnh của một vị Bồ Tát đó. Thay người chịu khó chịu nhọc, làm những việc khó nhọc thay thế cho người khác, và thường tác thành những cái điều tốt lành cho người, nhường cho người sự tốt đẹp, nhận lấy cái sự thua thiệt cho chính mình, là tâm hạnh của một vị Bồ Tát. Mà ở đây Ấn Quang Đại Sư nói cũng chính là quy tắc cho sự tu học: nhường sự tốt đẹp cho người, nhận lại cho mình sự thua thiệt, được không quý huynh đệ? Cái này hơi khó rồi nha. Bởi vì tất cả chúng ta là phàm nhân ở giữa thế gian, cái gì cũng muốn tốt cho mình hết. Thí dụ, con nói thí dụ, đi đến đạo tràng, vào trong đây cũng lựa chỗ ngồi, dành chỗ ngồi xong rồi còn dành mấy chỗ kế bên cho bạn mình nữa, thấy không? Rồi cái ai đó nó ngồi không được à, nghe, chỗ này của bạn tôi đó, tôi dành tôi xí rồi nó nghe, tôi để cái khăn đó, tôi để chai nước đó, tôi để chai dầu đó, tôi để cái giỏ đó là tôi xí cho bạn tôi rồi nó nghe. Thôi cô đi chỗ khác đi, không phải cái chỗ này của cô đâu, tôi đã xí trước rồi. Có không quý huynh đệ? Có. Là cái gì mình dành cho mình xong rồi mới mình dành cho bạn mình, mình dành cho những người mà mình yêu, mình quý, mình thích. Thôi đừng có để cho cái tâm của mình phân biệt vọng chấp như vậy nữa, mà xem tất cả đều bình đẳng như nhau. Thí dụ nha, quý huynh đệ đã có một cái chỗ ngồi ăn ổn rồi, mà thấy một người bước vô, họ nhìn họ tìm chỗ, mà nhất là các cụ già lâm khơm nữa, thì quý Phật tử đây đứng dậy: cô ơi, lại đây ngồi đi, con nhường, con xuống kia ngồi, được không quý huynh đệ? Cái này là cái hạnh của Bồ Tát đó, nhường cho người sự tốt đẹp, nhận phần thua thiệt về mình. Có hai vợ chồng nọ, có bữa đó có một chuyến đi hành hương. Khi trên một cái chuyến xe đi hành hương đó, quý huynh đệ biết không, thì có một cái cô này, cổ lên sau, rước cổ là rước sau cùng. Khi cổ lên sau, nhưng mà cái chân của cổ chỉ có một chân thôi, còn cái chân kia là cái chân giả. Cho nên khi cổ lên, cổ đứng, cổ khập khểnh, cổ phải nắm đu cái tay cầm ở trên vậy nè. Mà mỗi lần mà xe thắng cái là cổ chúi nhủi, bởi vì cổ có một chân à. Thấy vậy, hai vợ chồng đang ngồi kế bên nhau, thấy vậy cái ông chồng ông mới đứng dậy. Ông nói: cô lại đây ngồi đi, để tôi đứng cho.
cái bà vợ bà thấy ông chồng nhường cho cái cô này, bà liếc qua bà nhìn có nửa con mắt nha. Mắc mớ gì? Mắc mớ gì tự nhiên có chỗ rồi đứng dậy nhường chỗ cho người ta. Là Phật tử nhưng mà cô thấy ông chồng cô chỗ nhường cho cái người bị khuyết tật như vậy, cô liếc có nửa con mắt thôi. Rồi khi ông chồng nói cái gì, gần tới chưa thôi mình xuống nha, tới chạm tới mình xuống nha, mình ghé vào chùa đó, cổ không thèm trả lời đi trả lời lại. Đến khi xuống xe cái cổ làm một hơi luôn, hay quá ha, giỏi quá ha, tưởng mình là Bồ Tát vậy đó, đi nhường chỗ cho người ta, đứng một tiếng mấy đồng hồ mỏi chân chưa, đáng đời. Cô nói vậy nha. Cái ông chồng ông nghe bà vợ trách phiền nhưng mà cũng thông cảm và biết rằng là bà vợ bà nóng ruột, thấy ông chồng đứng tiếng mấy đồng hồ mà không có chỗ ngồi, có mà nhường cho người ta, cho nên cậu nóng ruột cậu nói vậy. Cái ông chồng ông mới nói một câu rất là nhỏ nhẹ mà câu nói này lại đánh vào ở trong tận trái tim, đâm vào thẳng trái tim của người vợ. Ông chồng ông nói thôi mình ơi, mình chỉ bất tiện có một chút xíu thôi, nhường cho người ta có một tiếng mấy đồng hồ đó, đứng bất tiện có một chút xíu thôi, còn người ta phải bất tiện chịu khổ cả đời. Một câu nói đó mà làm cho cô vợ suy nghĩ lại. Kể từ ngày hôm đó đi đến đâu, nơi nào có những người già, người khuyết tật là cô này của tự động của đứng dậy, cũng nghĩ rằng mình chỉ chịu nhọc chịu khó có một tiếng hai tiếng đồng hồ để nhường cho người ta, nhưng mà người ta phải chịu cái khó, cái nhọc, cái khổ, cái bất tiện đó cả đời luôn đó quý huynh đệ. Cho nên cái câu chuyện này có muốn gửi gắm cho quý Phật tử, chúng ta không phải nói là tôi làm hạnh Bồ Tát, tôi nhường cho người sự tốt đẹp gì cả, mà chỉ là một con người đối xử với một con người qua cái tình người thôi. Mình thông cảm, mình nhường cho người sự tốt đẹp, tự nhiên là mình vui rồi, phải không quý huynh đệ? Con hỏi thật nha, quý huynh đệ của chúng ta bỏ tiền bỏ của đi tới nơi này nơi nọ, dùng sâu dìm xa để giúp đỡ cho bà con nghèo khó bệnh tật gì đó, hoặc là nơi nào có bão lụt nè, có hạn hán nè, quý huynh đệ đều có mặt trợ giúp cho bà con mà đi mệt mắc chết luôn, phải không? Có khi ngồi trên xe mình ngồi không quen, mình nói mửa đi xuống xe bèo nhèo hết trơn, bỏ tiền bỏ của bỏ công bỏ sức đi đến nơi giúp đỡ cho bà con, xong rồi hỏi quý huynh đệ về, quý huynh đệ mệt lả người mà thật sự có vui không? Rất là vui, đem lại niềm vui hạnh phúc cho người đó, là chính là gieo mầm hạnh phúc an vui cho mình. Cho nên hãy nhường cho người sự tốt đẹp, tác thành cho người những sự tốt đẹp, nhận về phần thua thiệt cho mình cũng chẳng có sao, vì đó là niềm vui của mình rồi, đúng không quý huynh đệ? Bây giờ chúng ta chưa nói về vấn đề công đức phước đức, mà mình làm mình thấy vui là được rồi. Mà tinh thần của Bồ Tát Đạo nói rằng xứng tấm tác Phật sự, tức là làm tất cả những việc mà ta gọi là Phật sự đây, bởi vì xứng với bản tánh của mình, tôi làm tôi vui là được rồi, tôi không cần biết ai có biết đến công lao của tôi hay không biết, không sao, miễn tôi làm tôi vui, nhiêu đó là đủ rồi, phải không quý huynh đệ? Mà nếu quý huynh đệ với một cái tấm lòng đem tặng niềm vui cho người mà không mong cầu một điều kiện nào cả, không mong cầu người biết ơn đền đáp, thì cái phước báo nó vô lượng vô biên, bởi vì cái phước báo nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của chúng ta. Hãy nhớ điều này nghe quý huynh đệ. Ở đây quy tắc của sự tu học Ấn Quang Đại Sư dạy, hãy nhận về phần thua thiệt cho mình, tác thành cái sự tốt đẹp cho người. Xin hỏi quý huynh đệ có làm được không? Được không quý huynh đệ? Được, cho một tràng pháo tay. Kế đến Ấn Quang Đại Sư nói, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng mỗi ngày buộc một câu A-di-đà Phật vào trong tâm của mình, từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, được không quý huynh đệ? Khi đi đứng lúc nằm ngồi, khi đi nhất trí niệm Di-đà, mỗi bước thì là một câu qua, trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật,
mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Ngồi thì nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên đài hoa, trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật. Trời Tây Cực Lạc chỗ đài hoa, nằm thì niệm Phật ở trong tâm, hãy buộc chặt hồng danh trong lặng câm. Đi đứng nằm ngồi từ tối tới sáng, mỗi ngày cái câu Phật hiệu luôn nhớ mãi trong tâm của mình. Và đó là cái chánh nhân để đưa quý huynh đệ về Tây Phương Cực Lạc đó. Quý huynh đệ ơi, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận Tam Bảo, được có những giây phút đến chùa nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật. Xin hỏi quý huynh đệ có cảm nhận niềm hạnh phúc hay không? Có không quý huynh đệ? Có. Nếu không có thì sao mà trời nắng, trời nôi, trời nóng, trời nực, trời mưa, trời gió gì cũng đi đến đạo tràng. Quý vị phải tìm được cái niềm vui, sự an lạc. Cho nên chúng ta không có quản ngại nắng mưa, nóng nực cỡ nào cũng đi đến đạo tràng tu. Ở nhà tôi có phòng máy lạnh, có giường niệm kim đan mà tôi đâu có thèm. Tôi đi đến chùa, tôi nằm ở dưới đất, có khi nóng muốn gần chết, nhưng mà tôi được gần gũi Tam Bảo, gần gũi Chư Tăng Chư Ni, sách tấn, nghe học chánh pháp, gần gũi những người bạn đồng tu để ngồi đây tụng một thời kinh, lại một thời sám hối, xưng dương Phật hiệu, còn gì hạnh phúc bằng. Đúng không quý huynh đệ? Và không phải chỉ giới hạn khi quý huynh đệ đi đến đạo tràng, mà kính mong sao quý huynh đệ chúng ta hãy ý thức giác ngộ sinh tử là việc lớn, cơn vô thường mau chóng, trăm năm ở trong cõi người ta, giật mình ngó lại như là chim bao, chung quy kẻ trước người sau, tấm thân quyển giả có nào bền lâu, hoặc là một nắm mồ khâu chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình, hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu cháy rụi thân hình tro than. Cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về. Quý huynh đệ ơi, nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về. Còn cuộc đời này có hợp có tan đó. Hôm nay huynh đệ chúng ta họp mặt tại chùa Linh Bủ đây, nhưng không bảo đảm rằng ngày mai chúng ta còn có cơ hội gặp lại, và cũng không hẹn lại quý huynh đệ tháng sau ngày 26 gặp lại nơi đây. Vì sao? Sự sống chết vô thường. Đúng không quý huynh đệ? Và cái thân này nó mỏng manh, nó tạm bợ lắm. Cái thân như tấc bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Cho nên quý huynh đệ biết không, mỗi một buổi sáng khi con bước ra, 7 giờ là con chuẩn bị lên xe để đi đến đạo tràng để giảng. Mỗi khi con bước lên xe, quý huynh đệ chào con chắp tay A Di Đà Phật, chào quý cô, không hẹn ngày gặp lại. Tại vì con biết con ngồi lên xe, con không có cơ hội để trở về, sự vô thường mà. Cho nên thôi, chào quý cô, nếu có duyên gặp lại, còn không có duyên thì xin chào, hẹn gặp lại Tây Phương Cực Lạc. Được không quý huynh đệ? Xin hẹn gặp lại ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ sự sống chết vô thường lắm quý huynh đệ ơi. Và con thường nói một câu, năm nay con 59 tuổi rồi nha, mà con nói với quý huynh đệ rằng con chưa bảo đảm là con được hưởng thọ đó. Quý huynh đệ có tin không? Chưa bảo đảm là hưởng thọ. Hưởng thọ là phải 60 mà mình 59 chưa chắc đâu. Phải không? Không bảo đảm là có hưởng thọ được hay không. Cho nên những ai mà 60 tuổi rồi, cái ta chúc mừng 60 tuổi là hưởng thọ. Thôi, sống ngày nay biết ngày nay, không có hẹn ngày mai đâu. Nhưng mà sống một ngày cho có giá trị, có ý nghĩa một ngày. Vì sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ, sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu. Quý huynh đệ nên nhớ, nhiều lắm 100 năm cũng một kiếp người. Ai rồi cũng phải sẽ đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Được không quý huynh đệ? Nhớ nha, niệm Phật, lấy một câu Phật hiệu A-di-đà Phật khi đi đứng lúc nằm ngồi, đừng quên quý huynh đệ. Và Ưu Đàm Đại Sư Ngài có phát biểu khai thị cho chúng ta như sau: một câu A-di-đà đó là bổn sư của ta, một câu A-di-đà là thanh gươm báo để giúp cho chúng ta chém dẹp bầy tà,
Một câu A Di Đà Phật đó là chiếc thuyền báo để giúp cho chúng ta thoát khỏi biển khổ sanh tử. Một câu A Di Đà Phật đó là một phương thuốc màu nhiễm để chữa trị bệnh phiền não. Một câu A Di Đà Phật đó là đường tắt trở về nhà. Một câu A Di Đà là đường tắt trở về nhà. Những tư lương cần thiết, tính nguyện hạnh gọn suông thôi quý huynh đệ ơi. Hãy nhất tâm niệm Phật và đầy đủ tính nguyện hạnh để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Nhất định một đời này phải vãng sanh. Ấn Quang Đại Sư Ngài có nói, Ngài bảo rằng nếu một đời này ta có đủ duyên gặp được Tam Bảo, được nghe Phật Pháp, nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, nghe được Pháp Môn Tịnh Độ, mà quý vị Phật tử đã phát khởi tín tâm để thọ trì, chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, quyết lòng cầu giảng sanh mà tu kiểu gì để đời này không giảng sanh thì cái nạn tam đồ ác đạo đọa xa ở kiếp tương lai đó quý huynh đệ ơi. Đời này không giảng sanh thì cái nạn tam đồ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ở kiếp tương lai chắc chắn sẽ bị rơi vào. Cho nên một đời này quyết chí cầu giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ, về Tây Phương Cực Lạc sống cảnh an lành, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu, được không chư huynh đệ? Mà muốn được như vậy thì phải nhất tâm niệm Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, mỗi ngày đem một câu Phật hiệu buộc ở trong tâm của mình và xem đó là bổn sư của ta, xem đó là một chiếc thuyền báo giúp cho chúng ta vượt khỏi biển sanh tử, xem một câu A Di Đà Phật đó là một phương thuốc màu nhiệm để chữa trị căn bệnh phiền não khổ đau, đem một câu A Di Đà Phật đó là con đường tắt để đưa chúng ta trở về quê nhà. Cố hương đã cách biệt bao ngày, phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau, xót xa chạnh nhớ làm sao, khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về, được không quý huynh đệ? Rồi câu kế tiếp Ấn Quang Đại Sư dạy, việc nhà mình biết rõ, nhưng đừng nhìn ngó việc nhà người, được không quý huynh đệ? Cái này là quy tắc tu học đó nha. Mình không dựa vào quy tắc tu học này, việc nhà mình biết, mà việc nhà người ta không biết hết trơn à. Mà câu nói ở thế gian đó là gì? Chuyện của người ta thì mình sáng, nhưng mà chuyện nhà mình quán. Có đúng vậy không quý huynh đệ? Người tu chúng ta phải việc nhà mình biết, còn không nhìn ngó soi bói việc nhà người để làm gì. Nhà nào cũng có rác, lo hút rác nhà mình, được không quý huynh đệ? Dọn sạch nhà mình đi, dọn dẹp sạch sẽ, rác rưới gì đó, bụi bặm lau chùi sạch sẽ để thỉnh Phật ngự về. Mà quý huynh đệ nên nhớ nha, nhà dơ nhà bẩn mời Phật, Phật không đến đâu nha. Nhà dơ nhà bẩn nghĩa là sao? Tâm của chúng ta bị ô nhiễm tham sân si phiền não thì lúc này Phật không có ngự về. Mà thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn sông có nước, ngàn sông trăng đều hiện, nhưng với một điều kiện, nước trong thì trăng mới hiện. Quý huynh đệ ơi, tâm của chúng sanh thanh tịnh thì Phật hiện về. Do đó quý huynh đệ cần phải nhiếp tâm cho thanh tịnh, cho trong sạch, buộc câu hồng danh A-di-đà Phật khi đi đứng lúc nằm ngồi, và buông xả muôn duyên đi quý huynh đệ. Tất cả những cái duyên ngoài mình buông, mình bỏ đi, đừng có nhìn ngó việc nhà của người ta, có nghĩa là đừng có chạy theo duyên ngoài đó, mà hãy quay trở về làm chủ nhà mình, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của mình đây, dọn sạch trong tâm của mình những loại cỏ rác nào, bụi bặm nào, quét sạch hết để thỉnh Đức Phật A Di Đà về ngự trong tâm ta, được không quý huynh đệ? Và nếu như quý huynh đệ không nhớ Phật, không niệm Phật, để tâm ý của mình buông lung thì ma nó có cơ hội nó vào. Cũng giống như nhà của mình đóng không kỹ lưỡng, đóng cửa mà không chặt đó nha, mà có chỗ hỏng chỗ hở thì trộm cướp
nó sẽ xông vào, nó lén vào nhà mình. Những kẻ trộm, những kẻ giặc, nó thừa cơ hội nơi cửa nhà mình mở ra mà không có người canh chừng, thì nó sẽ nương vào những cái cửa này, nó xông vào nhà ta để cướp đi những thánh tài công đức vô lậu của ta, để làm chủ tình hình và xúi dục ta làm những điều sai trái tội lỗi. Cho nên chúng ta học đạo dường như giữ cấm thành, giữ thành phải đánh một trận cho oai, tướng quân chủ soái đều phải nghe theo lệnh, không động đao binh mà nước được bình. Học đạo giống như một vị tướng lãnh mà cầm quân giữ ở cửa thành vậy đó, thì đừng để cho một tên lính nào có cơ hội len lỏi xông vào, đừng để cho một kẻ giặc nào có cơ hội xông vào nhà, xông vào cái biên giới của chúng ta. Cũng vậy, chúng ta phải có sự phòng hộ sáu căn, hàng ngày phải kiểm soát sáu căn ba nghiệp của mình. Mắt trông thấy sắc lòng không động, tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao, sáu căn giữ thanh tịnh sạch lào, thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa. Đúng không quý huynh đệ? Nhưng mà nếu quý huynh đệ không có sự phòng hộ kỹ lưỡng chặt chẽ, thì từ nơi sáu căn của chúng ta là sáu cái cửa ngõ để những tên giặc, những tên trộm có cơ hội len lỏi vào đó. Có khi giặc nó thừa cơ hội len lỏi vào nhà chúng ta qua con mắt. Cái cửa này là con mắt nè, nó nhạy lắm. Mắt trông thấy sắc dính liền, tai nghe lấy tiếng não phiền chẳng yên, tam bành lục tặc đảo điên, cho nên ra vào sinh tử triền miên luân hồi. Có tu tập là quý huynh đệ an trú trong chánh niệm tỉnh giác từng giờ, từng phút, từng giây. Phải đánh động tâm ý thức của mình và gọi ông chủ, tức là giành quyền làm chủ. Phải sống tỉnh thức, chánh niệm nha quý huynh đệ. Nếu không thì một phút bất giác vô minh, tham sân si phiền não nó xuất hiện, nó ngự trị trong nhà của ta rồi, nó chiếm lĩnh rồi, thì nó sẽ tác động hoành hành và dẫn dắt chúng ta rơi vào tam đồ ác đạo ngay lập tức. Do đó quý huynh đệ tu tập phải có sự nhiếp tâm hằng ngày, khi đi đứng lúc nằm ngồi chúng ta nhiếp tâm nhiếp ý cho thanh tịnh, và đừng bao giờ để cho sáu căn phóng túng duyên theo sáu trần mà vọng tác vô lượng vô biên tội và nghiệp. Đừng nhìn ngó việc nhà người, có nghĩa là đừng chạy theo duyên ngoài, mà hãy thu nhiếp sáu căn ba nghiệp của mình trong chánh niệm tỉnh giác, được không quý huynh đệ? Đó là lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, ngài chỉ dạy cho ta qua cái quy tắc của sự tu hành. Xuyên qua đây quý huynh đệ thấy không, mình tu không khó, tu thật sự không có. Nương vào những quy tắc này quý huynh đệ có thể thực hiện trong đời sống hàng ngày, nhất cử nhất động, trên ta kính dưới ta nhường, được không quý huynh đệ? Được không? Và nhẫn điều khó nhẫn là phương tu hành đó, là cái phương pháp tu hành. Phải nhẫn được những điều khó nhẫn, phải làm được những việc khó làm. Nếu cuộc sống này quý huynh đệ không nhẫn nại, quý huynh đệ bắt hoàn cảnh con người chiều theo ý mình, đó là điều không thể được. Nhưng chỉ một chữ nhẫn thì dù gian nan khó khổ gì, chúng ta cũng có đầy đủ năng lực sức mạnh để vượt qua tất cả. Cho nên nhẫn điều khó nhẫn là phương tu hành. Thay người làm các việc lành, đem điều tốt đẹp tác thành tha nhân, ngồi yên xét lại bản thân, mở lời chớ có vạch trần lỗi ai. Từ sáng đến tối mỗi ngày, đem câu Phật hiệu nhớ hoài trong tâm, A Di Đà Phật thậm thâm, công phu dầu mấy diệt mầm tự cao. Việc mình rõ biết trước sau, việc nhà người chớ dính vào mà chi. Quy tắc tu học tường tri, cái quy tắc tu học này mà quý huynh đệ tường tri thì đó chính là phương cách để thoát ly ta bà. Ấn Quang Tổ đã chỉ ra thiện nam tính nữ thiết tha thực hành, được không quý huynh đệ?
Trước khi dứt lời, con xin kính nguyện hồng ân tam bảo chư vị tổ đức thùy từ gia hộ cho tất cả hàng Phật tử xuất gia tại gia của chúng con ngày hôm nay giữ vững tính tâm kiên cố, đạo niệm được tinh chuyên, hiện tiền hạnh phúc bình yên các tường như ý, và nương vào cái quy tắc tu học của Ấn Tổ đã chỉ dạy, chúng con xin phát nguyện đối với các bậc trên chúng con kính, đối với những người dưới chúng con xin nhường, và xin nhận được những điều mà thế gian khó nhận, đó là phương pháp của sự tu hành. Và chúng con cũng xin tác thành những điều tốt đẹp đến với tha nhân ngồi yên, chúng con nhìn ngó lỗi lầm của chính mình để sửa đổi, và không bao giờ nói lỗi của ai. Và đối với câu Phật hiệu từ sáng đến tối mỗi ngày, cứ A-di-đà Phật nhớ hoài ở trong tâm. Và chúng con biết rõ hồng danh Phật hiệu thậm thâm đó, cho nên xin quyết tâm hành trì trong đời sống hàng ngày, không nhìn ngó việc nhà người, chỉ nhìn thấy rõ việc nhà mình. Và dù cho các chúng con đây công phu tu hành có sâu cỡ nào đi nữa, nhưng vẫn thấy mình còn nông cạn, không khởi lên cái tâm cống cao ngã mạn, mà luôn tha thiết cầu học nơi các bậc thiện tri thức để tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ. Kính cầu nguyện cho tất cả những ai nghe kinh, nghe pháp đều giác ngộ, phát bồ đề tâm, dứt ác thành thiện, để đời sống hiện tại đây tâm bồ đề được phát triển, chí tu học vững bền, đài sen chính phẩm mong được ghi tên Cực Lạc gia hương. Xin nguyện gửi chất đạo nghiệp một đời hoàn tất, lợi sinh công hạnh vuông tròn. Giờ này tất cả chúng con một lòng sắc son kiên thệ, đạo tràng nghiêm trang kính lễ, nguyện thực hành quy tắc tu học của Ấn Tổ dạy răng. Nguyện cùng với tất cả huynh đệ siêng năng để từng giờ từng phút tu tập tịnh nghiệp, một đời quyết chí cầu sanh Tây Phương tịnh độ. A Di Đà Phật.